Dạ vâng, cửa hàng nuôi câu Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị và các bác nhé. Đó, địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì cửa hàng chúng em hôm nay tiếp tục lên cho các bác xem một máy cưa xích Estin này. Hiệu này là 024AV Super nhá. Đó, này nó đầy chữ này. Các bác nhìn qua. Estin 024AV Super. Cái này thì nó bị mờ mất rồi các bác nhá. Đó. À, chúng là dòng máy này thì 024 này nó là đời nâng cấp, đời cao nhất của dòng 024 các bác nhá. Thường thường ở trên thị trường giờ nó đang có 3 loại, một là Estin 024, Estin 024 AV và Estin 024 AV Super là đời cao nhất của dòng 024 nhá. Đó, 3 đời. Con này tích hợp con 2 ốc lam các bác nhá, 2 ốc lam. Máy móc em vừa dọn rửa xong. Máy móc cực kỳ đẹp các bác nhá, sắc nét luôn. Nên là hơi có tí nước đấy các bác thông cảm giúp em nhá. Đó, con này thì em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới luôn rồi. Lên cho các bác luôn một sợi xích mới về các bác sử dụng cho ngon lành các bác nhá. Và lam con này là lam 50 phân. Lam 50 cm các bác nhá. Đó, các bác nào sử dụng khai thác thì cầm con này là quá ok rồi. Đó, nhu cầu các bác khai thác. Tình trạng máy móc các bác nào không cần hình thức đẹp mà máy móc ngon thì nên lựa chọn mấy con như thế này nhá. Bởi vì dòng này là dòng bãi Đức, chuẩn bãi Đức nguyên zin từ A tới Z, nguyên zin 100%, hàng của chúng em thì bao cho các bác là chưa bung chạm máy móc gì cả. Đó, chưa bung biết phải máy móc nhá. Đó, con này thì công suất của nó là 44,3 cc, làm tròn 45 cc các bác nhá. Đó, cân nặng thì đầu máy không là 4,7 kg. Cả lam xích và nữa thì nó tơi rơi vào tầm khoảng hơn 5 kg gì đó các bác. Đó, máy móc thì đẹp sắc nét các bác nhá. Đó. Lên luôn cho các bác một sợi xích mới luôn rồi. Cho các bác sử dụng thì quá là ok rồi các bác nhé. Không phải lăn tăn hay lo nghĩ gì cả. Máy móc nguyên zin từ A tới Z, nòng bạc mới kén luôn. Nòng bạc đẹp luôn, hình thức khỏe, hơi hức khỏe luôn. 024AV. Đó. Hơi hức cực kỳ khỏe luôn các bác nhé. Đó. Và giá con này thì em bán với giá là 5.500.000. Các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em. Đó, số điện thoại thì em để trên màn hình này các bác nhá. Các bác chỉ cần để lại số điện thoại là địa chỉ và em sẽ ship đến tận nhà cho các bác. Giá 5.500.000 là đã bao gồm phí ship rồi các bác nhá. Đã bao gồm phí ship và đựng tặng kèm phụ kiện. Bộ phụ kiện của chúng em gồm 3 món là một típ MVG, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Đó. Con này thì lên luôn thì các bác một sợi xích nhá, sợi xích này của nó thì hơn 200.000. Tính ra nếu mà bán ra khoảng 250 sợi này. Sợi xích mới. Đó. Tính ra cây máy này thì chỉ còn lại khoảng 5.2 triệu thôi. 5.200.000 các bác nhá. Thắng xích thắng xiếc, sử dụng đầy đủ nguyên các bác nhá. Đó. Một chiếc máy 024AV Super cho các bác nào sử dụng khai thác thì sự con này có là ok rồi. Đó, hàm rồng, có hàm rồng luôn các bác nhá. Các bác nào thích hàm rồng thì sử dụng con này. Đó, nổ thì cực cực khỏe luôn. Estin thì không còn chê bai gì nữa rồi. Đó. Tất cả máy đây, máy móc hình thức máy đây. Các bác nào không quan trọng ngoại hình thì lựa chọn con này là quá là xuất sắc rồi nhá. Về em đảm bảo cho các bác là sử dụng thì không phải lan tan gì cả. Các bác ở chỗ em người ta sử dụng dòng này rất là nhiều các bác nhá. Đó, khai thác tầm trung. Con này kéo khoảng 5-6 là cũng ok luôn, không phải lan tan suy nghĩ gì cả, cực kỳ khỏe nhá. Đó, 024AV Super. Đó. Đó, và bây giờ thì em sẽ test nổ cho các bác nghe tiếng máy luôn nhá, để cho các bác nghe tiếng máy sẽ như thế nào. Ưng ý thì liên hệ qua cho em để đặt hàng. Máy móc nổ rất là ok luôn nhá. Đó, khỏe mà ngon lành luôn. Nòng hơi thì chắc chắn các bác nhá. Đó, rồi các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em. Rồi em chào các bác, hẹn các bác ở phía sau.